Cuối cùng như vậy thì họ chuyển sang một cái đề tài khác và họ nói tôi á lấy tư cách gì mà viết thư chúc mừng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, viết thư chúc mừng Quốc hội Âu Châu. Thì tôi mới nói rằng tôi á là công dân Việt Nam, là một lãnh đạo tôn giáo, là một chủ thể, và các ông là tòa án, viện kiểm sát cũng là một chủ thể, và ông Hồ Chí Minh cũng là một chủ thể, và giữa chủ thể với chủ thể đều có giá trị như nhau trước pháp luật, không có ai lớn hơn ai cả. Cho nên hồi xưa ông Hồ Chí Minh viết thư gửi đi khắp thế giới, thì ngày hôm nay tôi với tư cách là công dân Việt Nam, là một chức sắc tôn giáo, thì tôi cũng viết thư tôi gửi chúc mừng các cái cơ quan ngoại giao. Không có luật pháp nào cấm cả. Nếu có một cái văn bản pháp luật nào là cấm công dân không được viết thư gửi cho các cái cơ quan ngoại giao thì vấn đề đó tôi vi phạm, nhưng bây giờ cái văn bản đó không có. Thì cuối cùng như vậy thì họ cả cái viện kiểm sát họ không có cái lời lẽ gì mà để mà họ chứng minh cái tội danh của tôi. Thì họ lại chụp mũ tiếp, họ nói tôi là xúc phạm đến lãnh đạo lãnh tụ Hồ Chí Minh đó. Họ thêm cho tôi 2 năm nữa là 11 năm tù. Thời gian 6 năm vừa qua mục sư phải ở trong tù như vậy, thì mục sư có cái điều gì để tố cáo lên cái tội ác của cộng sản đối với lại cái chế độ lao tù của cộng sản Việt Nam, thưa với mục sư, mà mục sư Yeah. là người trực tiếp chứng kiến, là một chứng nhân? Tôi nói chế độ cộng sản là một cái chế độ độc tài, họ dùng các quyền lực, lực lượng công an trị và cái quân đội để mà xâm phạm đến cái đất đai và cái quyền của người dân, và họ xem người dân như cái công cụ để mà làm nô lệ cho họ. Tôi khẳng định điều đó. Vì sao? Vì rất là nhiều cái người đồng bào sắc tộc trên Tây Nguyên mất đất đai, mất nhà cửa, thậm chí người chết vẫn không yên. Ví dụ ở đây đơn cử chúng ta thấy những cái nghĩa địa ở Cồn Dầu, rồi cái nghĩa trang Việt Nam Cộng Hòa, đúng ra họ phải trân trọng những cái người chết đó, vì cái nghĩa địa là cái nơi linh thiêng, cái nơi mà những con người yên nghỉ, nhưng họ vẫn quật mộ những người chết đó và họ san bằng lấy những cái nghĩa địa, ví dụ như là nghĩa trang quân đội Việt Nam, họ là cái chiến tích, là cái lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng họ san bằng để mà họ làm những cái dự án kinh tế để mà họ chỉ biết tiền mà thôi, họ không có cái lương tâm của con người. Ví dụ như những cái nghĩa địa ở Cồn Dầu, có nhiều người người ta chôn ở đó mấy trăm năm rồi đó, và hàng hàng chục cái xác người đang chôn đó là cái nơi yên nghỉ cuối cùng của cuộc đời, mà họ cũng đào lên đó, xới đi rồi làm dự án để mà kiếm tiền. Cho nên tôi nói người cộng sản là tàn ác nhất trong lịch sử của nhân loại, và còn ác hơn cái chế độ apartheid. Họ không có vấn đề lương tâm. Tôi nói về lương tâm với những cái nhân viên công an trong trại giam thì họ nói họ không cần lương tâm, họ cần lương tháng là đủ rồi. Chỉ cần lương tháng và làm việc để bảo vệ đảng đó, vậy thôi, lương tháng không cần lương tâm. Họ trả lời với tôi là như vậy. Vâng, thưa mục sư, cái câu hỏi của nghi lữ muốn hỏi đó là nghe nói rằng á, trong cái chế độ lao tù của tù nhân cộng sản, ngay bản thân mục sư cũng đã phải bị trộn ve chai với trong cơm rồi, thì những cái hoàn cảnh của những tù nhân khác như thế nào, mời mục sư có thể nói để mình chúng ta tố cáo cái tội ác của cộng sản, thưa mục sư. Cảm ơn anh nghe lưỡi và quý vị. Khi mà tôi ở cái trại T20 đó thì tôi bị tra tấn, ép cung, bị đánh đập, bị ngược đãi, bị biệt giam và không cho gặp thân nhân trong thời gian 18 tháng. Thì sau 18 tháng đó, phúc thẩm xong thì họ chuyển tôi đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Đến nơi đây thì họ tiếp tục cũng hành hạ, rồi kích động tinh thần, rồi họ biệt giam, rồi sau đó họ không biết cho tôi ăn cái gì,
cho nên cái sức khỏe, trạng thái tâm lý của chúng của tôi cũng như là một số anh em tù nhân bắt đầu là thấy cái sức khỏe nó không có tốt và cái huyết áp bắt đầu lên cao. Hiện tại trại giam An Phước đó thì chúng tôi thường lên tiếng đấu tranh triệt thực và yêu cầu cái cán bộ trại giam đó phải thực hiện các cái chính sách quyền lợi mà cái người tù chúng tôi được hưởng thụ, trong đó là có 15 điều nội quy của cái thông tư 36 Bộ Công an. Nhưng họ không có thực hiện. Ví dụ như là chúng tôi được ăn uống đúng định lượng theo cái nghị định 117 của chính phủ. Rồi ví dụ như chúng tôi phải có cái nơi thể dục thể thao, phải có cái nơi vui chơi giải trí đó, rồi được gọi điện thoại đó. Nhưng tất cả những điều đó họ viết trên nội quy nhưng họ không có cho chúng tôi hưởng thụ những cái quyền đó đó. Họ tước hết, hầu như ở trong trại giam họ dùng một cái luật ngầm, tức cái luật này không có thành văn, và họ dùng cái luật ngầm này để mà họ tức là họ ngược đãi những cái tù nhân lương tâm tôn giáo mà thường xuyên lên tiếng đấu tranh ở trong tù. Đơn cử như tôi hoặc là một số anh em như anh Trần Hữu Cảnh, rồi anh Nguyễn Thanh Vân, rồi anh Văn Ngọc Hiếu, rồi anh Lê Kim Hùng đó, và một số anh em tù nhân khác. Chúng tôi không chấp nhận mình là một phạm nhân, vì một phạm nhân á là cái người vi phạm những cái tội hình sự và có bằng chứng rõ ràng thì mới là một phạm nhân. Còn chúng tôi là những người lên tiếng đấu tranh bảo vệ về cái quyền của con người, lên tiếng đấu tranh bảo vệ về quyền tự do tôn giáo. Cho nên chúng tôi là tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị, chúng tôi không phải là phạm nhân. Và những cái người bắt chúng tôi bỏ tù và không có bằng chứng rõ ràng, quy chụp đó, đẩy chúng tôi vào tù để hành hạ ngược đãi và giết chết chúng tôi thì chính Đảng Cộng sản mới gọi là phạm nhân. Dạ vâng. Chúng tôi thưa, không phải là phạm nhân. Dạ. Dạ vâng, thưa cho nên tôi tiếp tục ở trại giam An Phước chúng tôi thường đấu tranh triệt thực và lên tiếng chống lại những cái sự áp bức của những cái quản giáo ở cái trại giam An Phước. Sau đó thì họ ghét, họ bỏ bánh chay vô trong cơm của tôi. Rồi họ bỏ sạn vô, đất sạn đá vô. Thì khi bỏ miếng chai thì tôi mới lấy cái miệng chai đó, tôi tri hô lên. Tôi nói thế, họ bỏ bánh chai vô cơm, họ sát hại tù nhân anh em lại. Tôi nói miệng chai này tôi phải giữ, tôi phải đưa cho thân nhân gia đình và để đưa đến cho các tổ chức quốc tế được biết là Đảng Cộng sản là có cái hành vi là sát hại tù nhân lương tâm tôn giáo chính trị trong tù. Thì cái tay quản giáo, cái tên này gọi là Vũ Ngọc Minh, thiếu tá ở trại giam An Phước, tới nó anh cho tôi xem. Tôi nói đây ông xem đi, cầm miếng bánh chai là đi luôn, gọi là phi tán. Tôi đòi lại, tôi nói vô đây cầm đi. Cái bắt đầu ông giải thích rằng là cái côn đó là do cái miếng kính nó nổ rồi nó bay vô. Tôi nói miếng kính nó nổ vô sao nó bay vô cái bò côn của tôi, mà nó không bay vô những bò côn khác, mà cái miếng kính nào mà tự nhiên nó nổ hay sao? Các cách trả lời lập luận cho nên đó là cái hành vi cố sát, chứ không phải là vấn đề là nó ngẫu nhiên là vấn đề nó tự nhiên đâu. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì họ biệt giam tôi lại. Họ thường là vấn đề đối phó với tôi. Trong đó tôi có một số anh em. Thì cái lần cuối cùng là tôi triệt thực 24 ngày, yêu cầu phải cho cái người tù chúng tôi được gọi điện thoại cho thân nhân. Tại đây là cái quyền thiêng liêng. Chúng tôi đi tù nhưng cái mối quan hệ giữa tôi, chúng tôi và vợ con, gia đình, người thân chúng tôi không thể là bị cắt đứt được. Tại vì đó là lương tâm. Các ông cũng có vợ, có con, có gia đình. Và trong cái luật thi hành án 2011 không cấm về vấn đề thân nhân và gia đình hàng tháng gọi điện một lần. Nhưng ở đây họ tùy tiện vi phạm luật của họ và họ dùng
cái quyền hành của họ, và họ tước hết tất cả những cái quyền lợi của người tù và dồn cái người tù vào cái đường cùng. Cho nên cái người tù á, khi mà bị mất hết cái quyền hưởng thụ trong tù thì bị ức chế thần kinh và huyết áp sẽ lên. Đơn cử như trường hợp của anh Trần Hương Cảnh là một cái tu sĩ cao đài, anh rất là hiền, anh 13 năm tù, anh ở 11 năm hơn rồi, và anh không nhận tội. Có lần Nghe Lữ nói chuyện với chị Hồng thì được biết được rằng đó là chị muốn đưa các cháu đi bởi vì không biết được rằng có gặp mặt được luật sư mục sư nữa hay không, thì họ chị đã bằng mọi cách đó phải cố gắng dắt dìu cả tất cả những đứa con để đi gặp mặt được mục sư, bởi vì sợ rằng không gặp được nữa. Nhưng mà đến khi gặp thì lại được nghe tin đó là mục sư nghe là bị ở trong trại giam nói rằng nghe là chị Hồng đã ngoại tình vân vân, đã có người khác vân vân,